Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Càng Tay Dòng Việt nha. Rồi, hiện tại là mình đang có mặt ở Vị Thủy Hậu Giang các bạn ơi. Hôm nay là mình sẽ quay cảnh Hạ Nguyệt đưa quan tài ra khỏi nhà của mấy anh em đậu tỳ Hậu Giang làm việc nha. Ở bên đây thì mình thấy mấy anh em đậu tỳ ở đây có một cái cách móc dây để khiêng quan tài rất là hay các bạn. Rồi, mình cảm thấy là cái kiểu móc này rất là lạ và đặc biệt hơn so với ở dưới mình các bạn ơi. Mình thấy cái kiểu móc này nó rất là tiện, không cần sử dụng cái móc sắt nữa, mà chỉ cần cái một cái sợi dây dài chặt đôi lại, sau đó lòng qua quan tài thì một người đứng bên đây, một người đứng bên kia rồi móc vô mình, và chỉ cần đứng lên là mình thấy là rất là nhẹ và tiện lợi luôn. Rồi sau đây mình sẽ quay toàn cảnh đám tang ở nơi đây họ tổ chức như thế nào, và đồng thời là mấy bạn hãy xem và trải nghiệm thử cái kiểu móc dây của mấy anh em đậu tỳ bên Vị Thủy Hậu Giang nha. Các bạn hãy xem và đánh giá kiểu móc này như thế nào nha, rồi cứ phản hồi bình luận để anh em trong nghề của mình cùng nhau học hỏi tiến xa hơn nữa nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn.
Xe mày đi xe cách sao hai thằng xe đi xe sao đi xe sao có hai tay nãy nào giác coi dạ con về luôn coi dạ dạ con có chụp cảnh